Hôm nay chuẩn bị cũng rằm nha mọi người. Rằm hôm nay rằm tháng 7. Rồi là đang tập kết đồ về rất là nhiều. Đây cũng chay thôi. Như vậy là chuẩn bị. Đấy chứ ạ. Tắm hả? Tắm ở đây đâu. Không biết, tí nữa trả tiền xong được. Chập rồi trả tiền được. Là dân ca quan họ, ca trù, thực hành theo cụ